Xin chào mọi người nhé, à, hôm nay thì Deva shop xin à, trân trọng giới thiệu đến mọi người một con bật Zippo rất là đặc biệt Thì con này là con có bản số giới hạn là 0533, chỉ sản xuất là 1.000 chiếc trên toàn thế giới thôi Và cái chủ đề của nó là một cái chủ đề rất là đặc biệt, đấy là một trong những cái di tích của thế giới, à, đấy là tưởng ngoài ở cái đảo Phục Sinh thì cái tượng này thì người ta cũng không biết được là đã xây lên từ bao giờ và là ai đã chôn những cái tượng này thì những cái tượng này được chôn một nửa lộ thiên ở trên mặt đất và rất là to thì người ta các nhà khoa học thì người ta cũng không không giải thích được là ngày người, người ngày xưa làm sao có công nghệ để xây lên những ý tưởng rất là khó như này thì đây là một cái vấn đề khá là bí ẩn của loài người hiện nay Và tên này là có những cái dòng logo cũng như là các kiểu giải thích về cái tượng ngoài này Thì em cũng không hiểu lắm à, Con này thì được làm mặt lấy 5 chấu các bác nhé Nhìn các bác nhìn rõ này Mặt lấy 5 chấu này Mặt sau được để nguyên trơn Đấy Mặt sau này Và em này thì được sản xuất năm 1996 vào tháng 4 Nhìn mọc đáy rất là ổn Đấy Và con này à, tiếng thì cực kỳ hay rồi Tiếng rất là hay các bác nhé Và cái Cái lực mở đáp này rất là nhẹ này Khởi ra bằng cái các bác nhìn này Thấy chưa Nó tự nó khẩy ra luôn Nhìn rất là zin à, Các bộ phận trong của máy này Đó Nhìn rất là đẹp con này thì được bọc một lớp vàng các bác nhé, bọc vàng, rất là dày. Còn đây là đáy của, đây là ruột của nó, năm 96, lệch nhau một tháng thôi. Đây là chuyển rất là bình thường của hãng Zippo, ruột vàng luôn. Con này đang được bán với giá là 3 triệu đồng, thì bác nào nếu mà có nhu cầu lấy hoặc là am hiểu về cái chủ đề mai này thì nên lấy này, con này rất là hiếm đấy. 3 triệu đồng. Bác nào lấy gì để lại số điện thoại cho em nhé. Rồi xin chào anh em và cảm ơn các bác đã theo dõi video.